Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 bộ truyện Anh Sáu Lục Bát, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Chờ nói với Thận. Tôi bày cho anh một cách. Bây giờ anh lên gặp anh hai, năn nỉ anh xuống nói chuyện với cha má để tôi rước ba bà vợ của anh về sống chung. Cha má đồng ý thì tôi đồng ý. Không phải tôi hẹp hòi, nhưng vượt quyền cha má là tôi không dám. Nếu tôi làm đại, sau này cha má hay tin thì sẽ giận tôi. Mà anh nghĩ thử, ở đây mấy bữa thì bại lộ. Một ngày thôi, tôi che đậy cho một mình Giang thì được, chứ cả nụ như vậy thì làm sao? Trời ơi, tới tay anh hai á, không chừng ảnh dùng dao mổ bỏ, mổ tìm anh ra coi mấy ngang nữa. Vậy thì tôi còn cảm ơn ảnh nữa. Tôi cũng muốn biết tim của anh mấy ngăn, chứ được bao nhiêu phụ nữ trong đó. Thần liếc qua Giang và Phi. Chỉ có hai ngăn thôi. Một ngăn là em. Một mình em, một ngăn đó nghe. Ngăn kia là ba người đàn bà này. Anh thương họ như nhau. Cảm ơn. Không cần phải nói nịnh tôi. Tôi miễn nhiễm với mấy câu ngọt ngào của anh rồi. Phi lúc đó mới ngập ngừng chen vô. Hay là vậy chị Sáu, chị cứ để em ở trọ ngoài kia, em có chút tiền riêng tự mình mua bán sinh sống được, chứ gom nhau về đây hết tội cho chị, với lại chị cũng không biết ăn nói sao với hai bác nữa. Thận sực nhớ ra, lật đật nói với Phi. Hôm qua anh có tới nhà chị hai của em á, chị đang chuẩn bị làm đám cưới, anh vô hỏi em đâu á, chị nói không biết, vậy là anh gây với chị một chập. Cuối cùng á, em biết chị nói sao không? Nói là nếu anh tìm được em gì á, thì chị sẽ cho em 2/3 dãy nhà trọ. Chị hứa trước mặt bà con cô bác. Vậy em cũng nên tranh thủ á, khi bụng chưa bự thì về lo thủ tục đi. Mà anh nói cho em nghe nè. Anh biết chị em cũng nóng lòng và hối hận lắm nên mới nói vậy, là muốn mượn tay anh để tìm em về. Vậy là chị vẫn thương chứ không có bỏ rơi em đâu. Ruột thịt mà. Phi mừng rỡ níu tay chờ. Chị... Nếu như được, em sẽ bán trên đó về đây, đưa tiền phụ chị làm như kế hoạch chị tính nhen. Chờ nháy mắt ra dấu cho Phi đừng nói, nhưng Thận đã kịp nhìn ra. Anh nghĩ bụng, mấy con mẹ này có chuyện gì giấu mình đây ta? Thì ra, chờ đã có kế hoạch khi đưa Phi về. Tổ mẹ mấy con mụ đàn bà này, họ muốn làm gì sau lưng mình vậy ta? Lỡ như gom về đây cả đống, mà họ hợp nhau về phe chờ hết, thì anh sẽ bị cô lập hay sao? Thận tra vấn Phi. Mấy bà có kế hoạch gì á, nói nghe coi. Chờ sợ Phi lỡ miệng nên nhanh nhẩu trả lời thay. Kế hoạch gì á thì cũng phải chờ cha má một cái mới tính được. Thận lắc đầu ngoài ngoại. Anh tuyệt đối không dám nói với cha má đâu. Cùng lắm thì trước giờ sau á, giờ dậy cho chắc ăn. Phi ra nhà trọ ở, hàng tháng về Ba Tri lấy tiền nhà trọ sinh sống. Giang ở với em, còn Mai á, thì vẫn cứ ở nhà anh của cổ. Anh cũng nghĩ đi mua bò mấy chỗ đó, tháng kiếm chừng chục con á, đủ cả nhà sống là được. Mình lo dung quán bày bò, ở nhà tháng nào á, cũng có suất chuồng thì ổn rồi. Anh lấy người ta, có con với người ta, rồi chẳng có trách nhiệm gì hết hay sao? Cho dù anh có khả năng lo, nhưng anh vẫn không vượt qua nổi ải của cha má. Vụ này em rành nhất mà cứ làm khó anh hoài. Đã biết đường khó đi mà vẫn cố bước đi, để rồi khi gặp chướng ngại vật không dám san bằng mà ngồi than trời trách đất. Ai thương cho anh? Anh không cảm thấy mình hèn kém với họ hay sao? Khi anh theo ve vãn người ta, anh đã hứa với họ những gì? Bản lĩnh đàn ông của anh đâu? Bất cứ ai trèo cao thì cũng phải chấp nhận té đâu. Anh chưa té mà ngồi đó ôm mặt khóc ròng. Ai xô anh xuống hay sao? Vậy em dạy anh đi. Anh phải làm sao? Không dám dạy. Chỉ là yêu cầu anh trình bày rõ với cha má những sai lầm của mình. Tôi tin là cha má sẽ thương con người ta đã bị anh dụ dỗ mà chứa chấp họ. Chỉ có vậy tôi mới bỏ qua cho anh. Chứ anh đã vi phạm luật hôn nhân gia đình một chồng một vợ rồi đó. Mấy cô này mà đồng loạt tố cáo thì anh có lên trời hay chui xuống đất cũng không yên thân đâu. Cha má dù sao cũng là cha má của anh.
cha má không thông cảm cho anh thì xã hội bên ngoài thông cảm được sao? Điều đó anh đã nghĩ ra chưa? Tự nhiên hôm nay, sao mà Thận thấy chợ khôn quá đổi? Câu nào chị nói ra cũng trúng tim đen của anh. Trước nay, thấy chợ cứ lầm lỗi với bồ u con cái, ít khi nào nói ra chính kiến của mình. Anh lại nghĩ chị ù ù kẹt kẹt. Nhưng ngỡ đâu á, chị lại nói năng rành mạch, phân tích có lý có tình. Chuyện anh làm gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, lại bắt chị đứng ra giải quyết thay anh. Làm đàn ông á, mà hèn kém như vậy hay sao? Nhưng cho dù có cho anh thêm 10 lá gan, anh cũng không dám trực diện mà nói với cha má mình chuyện này. Đành rằng anh đã lớn, đã riêng tư, có quyền mọi thứ. Nhưng riêng về cái khoản này thì thật tình là khó mở lời sao đâu á. Trời ơi! Chợ coi mọi Thận không dám đi gặp cha má rồi. Chị cười thầm trong bụng. Tôi biết, Tết Maroc á, anh mới dám nói với cha má chuyện này. Anh hẹn như vậy á, thì cứ để tôi. Tôi lo xong chuyện này á, rồi thì á, tôi sẽ tước quyền công dân của anh trong cái nhà này luôn, cho biết mặt. Nghĩ vậy, nên chị nhìn anh hầm hứ. Anh không dám gặp cha má, vậy thì thôi á, để tôi gặp một mình. Sau đó tôi thu xếp như thế nào á, anh không được quyền nhúng tay vô. Phận anh đi bệnh đại đưa mẹ con cô Mai nào đó về đây đi. Trời ơi, cha má chưa đồng ý, anh đem về nữa. Chắc ổng bả cạo đầu khô anh quá. Chứ không lẽ mai mốt vụ này êm rồi á, anh mận thêm một vụ nữa ha. Chừng đó tôi có ngậm ngọc á, cũng không dám nói giùm anh được nữa đâu. Mà em định nói gì với cha má? Nếu cha má kêu anh lên biểu á, thì làm sao? Thì lên chứ sao? Tới đó rồi á, mà anh không dám trường cái bản mặt ra, thì tôi sẽ giải tán hết đám vợ của anh. Trong đó có tôi luôn nữa đó. Thôi, không nói nhiều nữa. Anh coi á, mà đi rước cô kia về liền. Chuyện nhà để tôi liệu. Nếu như không xong á, thì tính tới phương án khác. Khi chờ nói chắc như bắp rang, khiến trong lòng Thận cũng phần nào yên tâm. Anh yên tâm vì câu nói hớ của Phi ban nãy. Chắc là đám đàn bà này á, đã có kế hoạch gì rồi đó. Thôi kệ mẹ đi, chết thì chết một lần. Chờ kêu đi rước Mai thì anh sẽ đi, mà không biết đi rồi á, lên đó ăn nói sao với Phương để xúc em gái của anh ta đi nữa. Trời ơi, ta nói nó mệt não gì đâu luôn à. Thận lên bệnh đại gặp ngay Mai. Anh kéo cô vào phòng rỉ rệt. Em sống ở đây không vui phải không? Về nhà anh ở đi. Anh nói với vợ anh rồi, em không thể để con mình ở ngoài môi trường như vậy được. Nhà anh có 3 đứa con, tụi nó cũng ngoan ngoãn dễ thương lắm. Bé Mai thương gì á, sẽ có anh chị chơi chung. Chứ nó ở đây á, anh không yên tâm. Lỡ như nó bị trầm cảm cái chết luôn à. Mai thấy Thận nói có vẻ nghiêm túc nên cũng nghiêm túc theo. Nhưng muốn đi thì làm sao mà nói với anh chị hai? Thuyền theo lái, gái theo chồng là chuyện đương nhiên rồi. Với lại em mà đi thì chị hai còn mừng nữa. Khỏi chướng tai gai mát, không ai dành ăn củ cải với chị. Vậy anh nói với anh hai đi, em thì sẵn sàng đi lúc nào cũng được. Qua bên đó cực khổ sao em cũng chịu. Miễn chị Sáu thương không làm khó dễ là em vui rồi. Vợ anh lòng dạ mênh mông như biển em ơi. Gặp cổ rồi em sẽ biết. Chính cổ kêu anh đưa em về, vì sợ con mình lớn lên bị ức chế trong lòng, không có thoải mái tuổi thơ đó. Nhưng anh nói em nghe nè, anh không có mở miệng ra mà nói với Phương được. Hay là em tự nói, nếu như Phương không đồng ý thì em cứ bỏ nhà đi, ra ngoài điện thoại anh đón. Sau này Phương biết chuyện sẽ không trách anh, mà anh lại còn trách ngược lại Phương nữa. Là một cuộc cách mạng để đổi đời đi em. Hiền lành cam chịu quá, chỉ thiệt thòi cho mình mà thôi. Với lại em cũng nên nói rõ với ảnh chị là phần nào thuộc về em thì cũng nên chia cho em. Chứ em không thể ra mình không, sau này lấy gì dưỡng già. Con thì có anh lo rồi, phần em thì cũng phải thủ cho mình gì chứ. Em biết rồi, trước giờ em không khi nào đòi hỏi anh hai điều gì. Nhà cửa đất đai ảnh cũng đứng tên, em chỉ nghĩ mình sống với ảnh cả đời. Sau này sẽ ở cùng cháu. Nhưng bây giờ em có con của em rồi, em phải lo cho nó. Em để lại hết tất cả cho ảnh, không tranh chấp chi. Nhưng ảnh phải lo cho em một số tiền kha khá. Vậy là đủ rồi. Em không muốn chia chác đất đai gì ở đây đâu. Thú thật với anh á,
Em chán ở nơi này lắm rồi. Chán đi ra đi vô, gặp chị dâu cả ngày mà không nói với nhau được một câu tốt đẹp. Nếu ảnh cứ khư khư ôm cổ mà không cho em xu nào, em cũng không thèm. Em có tay có chân, không chết đói đâu mà sợ. À, có dũng khí lắm. Thôi thì tùy em đó. Về ở với anh thì không lo cái ăn cái mặc. Còn công chuyện mần ra tiền á, thì có vợ anh sắp xếp cho em. Bây giờ anh về nhen, chờ tin của em đó. Nếu gấp quá thì kêu Honda ôm xuống, anh trả tiền xe cho. Thận ghi lại địa chỉ nhà cho Mai rồi về. Phương cũng chưa hay anh đến gặp Mai. Hết một buổi chiều. Thận về tới nhà Hai Ghen để lấy tiền bò chuyến rồi, thì trời cũng chợt giật rồi. Vợ chồng Hai Ghen đang ăn cơm chiều. Thấy Thận, chị Hai vội lấy thêm chén đũa, ngoắc anh lại ngồi chung. Gặp bữa ăn cơm cho vui chú Sáu. Mấy đứa nhỏ chiều nay á, đứa mần một tô rồi tản hàng đi đâu sạch bát rồi. Còn có hai vợ chồng ăn cơm, buồn thấy mồ. Thận xề lại bàn. Ờ, cơm với gì chị Hai? Nhà mần bò, chứ ít khi nào ăn thịt bò. Nay ảnh mắc chứng gì á, thèm bò xào củ hành. Tôi quất cho một chảo bự ăn thấy bà cố. Hồi nãy thím Sáu có ghé, tôi đưa cho một mớ đem về rồi. Thận chân hững. Ờ, vợ tôi ghé chi hai chị? Ủa, lấy tiền bò hay gì? Thím có khi nào mà lấy tiền bò? Ờ quên nữa, chúc mừng chú Sáu lục bát nhà mình nghen. Thận tái mặt, trong bụng đánh lô tô, miếng cơm vừa vô miệng thì nghẹn lại. Ờ, chúc mừng vụ gì chị? Chị Hai lại càng ghẹo gan Thận. Giả nai nữa à, vợ chồng nhà này mắc cười không? Thận lo trong bụng thiệt sự. Chẳng lẽ chờ tới mấy anh hai rồi? Quyền huynh thế phụ mà. Anh hai có uy tín nhất nhà, đám em đứa nào cũng nghe lời ảnh. Cha má lại coi trọng anh chị hai nhất trong các đứa con. Mẹ bả, chẳng lẽ chờ gặp trục trặc gì ở chỗ cha má nên đến đây cầu cứu anh hai sao trời? Mà anh hai thì dễ gì chấp nhận cái vụ vợ lớn vợ bé bùi nhùi của Thận. Nếu chuyện bại lộ, sao mà anh hai tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy? Còn chị Hai thì muốn ám chỉ điều gì đây ta? Không nhịn nổi, Thận để đôi đũa xuống bàn, rụt rè nhìn chị Hai. Ừ, vợ tôi tới chi vậy chị Hai? Ủa, không lẽ hai vợ chồng chưa bàn bạc với nhau sao? Mà chú hỏi coi như không biết gì ráo trội vậy. Thím nói tới, nói với anh Hai là muốn mở cái trại rộng bò. Trại của anh chị mướn đất người ta mà cũng ở xa nữa. Chi bằng mướn của em Út cho nó có thêm thu nhập. Cho nên anh chị quyết định, vì mấy nhân công này họ cũng theo anh chị lâu rồi nên không có bỏ người ta được. Chỗ này vẫn giữ nhưng để rộng mấy con bò sắp làm thịt thôi. Còn chỗ của chú thím thì để nuôi luôn. Mời môn chú đi gặp bò lớn bò nhỏ gì cũng mua ráo nhen. Lớn mình mần, nhỏ mình nuôi. Thời buổi bây giờ tất đất tất vàng. Người ta ít ai bỏ đất không để trồng cỏ nuôi bò nên bò càng ngày càng hiếm. Năm công đất của anh chị giáp ranh chú đó. Anh chị đưa cho chú thím trồng cỏ luôn. Thận thở ra nhẹ người. Giờ thì anh hiểu cái kế hoạch của chờ mà Phi nói rồi. Thì ra là vậy. Nhưng còn trên nhà cha má sao rồi ta? Thận dò hỏi chị Hai. Hơi, người đâu mà vợ tôi nó ôm đồn công việc dữ vậy trời. Tôi đi tối ngày ai mà phụ nó? Ủa, vậy thím không có nói với chú là thím có mấy cô em bạn thôi chồng mà có con nhỏ về phụ hay sao? Nghe nói có 3-4 người gì đó. Mấy chị em cũng dân lao động không hà. Nên trồng cỏ nuôi bò là đúng sách rồi. Đàn bà thì kỹ tính hơn đàn ông. Mần đâu ra đó. Với lại có sự chỉ biểu của thím Sáu thì tôi cũng yên tâm giao việc rồi. Ta nói Thận mừng như vừa chết đi mà được sống lại. Thì ra cái cô chờ này sẽ không nói gì với cha má hết. Vì trong bụng đã có phương án sắp xếp cho mấy nàng vợ bé của chồng rồi. Chờ ơi là chờ, anh mang ơn không biết nói sao cho hết à. Trong bụng nghĩ thầm, về tới nhà là phải ôm hôn vợ bạc bạc vài cái và đọc hai câu lục bát. Trời cho tôi có vợ hiền, tôi ham hơn cả tiền bạc đầy kho. Hai Ghen nãy giờ để vợ lưu loa với Thuận, đến lúc này anh mới chúng chím cười. Tao nói con vợ mày rước giặc về nhà. Một bài đàn bà không chồng sân sẩn ra đó, chẳng khác nào mở dân miệng mèo. Mày không tồn tem mới lạ. Thận khống chế.
con vợ tôi nó biết tính chồng anh ơi. Lâu nay tôi đi tùm lum, có tai tiếng gì đâu. Ở ngoài không có, bây giờ về nhà trước mặt vợ, cho tôi thêm 10 lá gan cũng không dám ọ ẹ à. Hai gan biểu môi xì một tiếng. Tại thím không rõ tánh mày, chứ tao với mày làm anh em mấy chục năm, còn lạ gì mày nữa. Mày là con ngựa bất kham, giả vờ ngoan thôi. Đàn ông đương lúc sung mãn, mà cả bầy đàn bà dây quanh, mày nhịn được, tao cùi. Chị hai xen vào. Anh nói vậy là anh coi thường thím xấu rồi. Đi tới nước này thì chắc thím đã tính trước tính sau hết rồi. Cái gì chung cũng được, nhưng chồng chung thì không. Chú phải nhớ đó chú Sáu à. Nhà cửa con cái, một tay thím cực khổ lo lắng để chú an tâm ra ngoài kiếm tiền. Có chơi bời cũng phải nhớ, ở nhà mình còn một người vợ đàng hoàng hiền thục, được gia đình mình thương yêu, mà đừng có làm gì có lỗi với thím, biết chưa? Chú mà làm chuyện sai quái với thím thì tôi tin á, cả nhà mình từ cha má tới con út lưỡi cũng không ai bên vực cho chú đâu. Thận ở thế bị động, nên anh chị nói gì anh cũng làm thinh. Biết trước sau gì vụ vợ lớn vợ bé cũng bị bại lộ, nên không dám mạnh miệng thề thốt. Trong lòng anh rất là biết ơn chờ. Nếu không phải là chờ mà là một ai khác, dễ gì cô ấy sẽ chấp nhận tha thứ cho chồng mấy lần phản bội mình. Đằng này, chờ không những chẳng làm rùng lên, mà còn âm thầm sắp xếp cuộc sống cho những cô gái bị anh làm hại. Có người vợ nào như vậy không? Có tấm lòng nào bao la trời biển như vậy không? Chuyện mới chưa biết sao, nhưng chuyện cũ, nghĩa là chuyện chờ đối xử dây gian thời gian qua, như tình ruột thịt, đủ để biên trái tim của chờ nhân hậu đến giường nào. Thận về tới nhà, trời tối lắm rồi, nhưng cả nhà vẫn đợi anh về ăn cơm. Mấy đứa nhỏ đã ăn xong và rút vào phòng chơi với nhau. Hai đứa con của Giang và Phi cũng dễ dàng hòa nhập với ba anh chị của chúng. Sao mà lúc này Thận luôn cảm thấy bối rối, không tự nhiên trước mặt chờ. Kỳ cục thì chứ. Anh quên mất tiêu hai câu thơ và dự tính ôm hôn chờ một cái. Thận cứ rụt rè muốn hỏi, nhưng không biết hỏi từ đâu. Giang múc cơm ra chén cho từng người. Thận chậm chậm ngồi kế bên chờ. Mặt chị vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Thận bạo gan hỏi. Em gặp cha má chưa? Cha má nói sao? Chưa gặp, không dám gặp luôn vì chẳng biết nói gì. Chỉ gặp anh chị hai thôi. Gặp anh chị hai làm gì? Để nhờ anh chị nói giùm chứ sao? Thận mắc cười trong bụng. Chờ được cái nước nhát ma anh thôi. Đã có kế hoạch giải vây cho anh rồi mà cứ ra vẻ làm khó. Kệ đi, để coi chừng nào cô ấy ngã bài. Cả nhà ăn cơm, toàn nói chuyện gì đâu không, chẳng ai đề cập tới chuyện mà Thận muốn nghe. Cơm xong, Giang và Phi dẹp chén bát xuống, chờ giống y như bà cả hội đồng thời phong kiến, giọng nói chắc nịch. Hai đứa bưng xuống dưới rồi lên đây ngồi luôn để nói chuyện với anh Sáu Dần Lân nhà mình cho xong hôm nay. Hai cô kia dạ một tiếng mà ruột gan Thận mua lên cần cổ ngồi trong ngóc ở đó. Vụ gì nữa đây trời? Bốn người ngồi lại, chờ tàng hắn, rồi ngó Thận. Thiệt ra, tôi không có đi gặp cha má, bởi vì gặp cũng không dám nói chuyện này ra. Tôi đã bàn với Giang và Phi rồi, chừng có mai về nữa thì tổng cộng tụi tôi có bốn đứa. Tôi đi gặp anh hai, xin ảnh chỉ cho mình mở cái trại rộng bò. Bò của ảnh sẽ đem về đây, tụi tôi nuôi để ảnh bắt. Tôi cũng có hỏi mượn 5 công đất của ảnh để trồng cỏ, nhưng mà ảnh nói cho tôi trồng không, miễn chăm sóc bò cho mập tốt để ảnh bắt. Trại bò là của mình nuôi bao nhiêu thì nuôi, còn ảnh khi vô ra mới đem gửi mình. Hiện giờ nhà có 7 con đang chữa, Giang và Phi sẽ phụ tôi cắt cỏ cho bò ăn. Còn cô Mai của anh ở Bình Đại, nghe nói con của cổ nhút nhát, chưa dám lại gần người lạ, nên để cổ ở nhà cơm nước và ngó chừng mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng là con anh, thương thì phải thương đều. Tụi tôi làm mẹ cũng vậy, không cho đứa nào ức hiếp đứa nào hết. Con mình thì lớn nhất, tôi sẽ không để nó ăn hiếp mấy đứa em của nó. Còn về vụ Giang Phi Mai có con với anh thì trước mắt là khoan công khai với mọi người, nhất là cha má. Để khi nào mọi việc ổn định rồi thì nói luôn. Tôi biết giấy không gói được lửa đâu, nhưng bây giờ mà cha má biết là không dễ dàng gì cha má cho tôi mở trại bò để cưu mang ba đứa này đâu. Hàng xóm láng giềng nhiều chuyện lời ra tiếng vô,
không có bí mật nào lâu dài được đâu. Nhà còn dãy đất trống phía sau, để tôi xây thêm 3 phòng cho 3 đứa nó, tôi tính dãy đó, anh nghĩ sao? Thận mừng rơn, níu tay chờ vuốt ve. Đúng là vợ hiền, tính cho chồng như em á, thật là kiếp trước anh có tu mà. Chờ tàn nhẫn, rút tay lại cái bợt. Thôi đừng nịnh cha nội, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Không lẽ tôi bỏ anh á, thì con tôi không có cha? Chứ bản mặt anh á, tôi ngó là thấy ghét rồi. 100.000 ghét cũng 1-2 thương em ơi. Hồi nãy anh hai nói anh á, là ngựa bất kham, nhưng tại anh không hiểu đó thôi. Anh là ngựa bất kham, nhưng em á, là nài ngựa giỏi, anh bị em thu phục rồi. Thu phục con khỉ khô, thu phục được 3 bà vợ và 4 đứa con phải không? Anh đừng có mà nịnh tôi, bổn phận anh á, là phải lo sao cho chu toàn. Chuyện nuôi bỏ là chuyện của phụ nữ tụi tôi. Lời lóm chia nhau, chứ anh không có phần. Phần anh á, là phải mận kiếm tiền nuôi 6 đứa con và cho Phi sanh đẻ kìa. Được, miễn nhà cửa vui vẻ thì anh làm gì cũng có động lực. Giả lại em đã như vậy rồi á, thì anh cũng phải sao á, cho xứng đáng với em chứ. Nói rồi, khỏi nịnh đi. Bây giờ trách nhiệm của anh nhiều lắm, chứ không phải như trước nữa. Làm trai 4 vợ chứ không 2 vợ nữa đâu. Thứ quỷ gì đâu không hà. Mỗi lần nhớ tới cái giật mình, đàn ông gì mà như heo nọc vậy không biết à. Ê, tự ái nghe. Nói cho anh tự ái ngập đầu luôn á, coi mê mốt có bỏ cái tật đó không. Bỏ, ta nói bỏ là bỏ mù. Có 2 cô làm chứng á, anh mà dám ổ ẹ nữa thì mấy bà ráp nhau á, biến anh thành hoạn quan luôn đi. Cái này khó nói, một mình tôi á cũng đủ rồi. Một tuần nữa thì Mai đã có mặt ở nhà Thận. Cô nói Phương đồng ý chia cho cô 2 công vuông đang canh tác. Mai muốn bán 2 công đó. Phương nói chờ thu hoạch tôm xong, quy ra bao nhiêu tiền, anh sẽ trả cho Mai. Phương thương em nên không muốn cô dấn thân về làm bé cho Thận. Nhưng vì thái độ của vợ nên anh cũng đành để Mai đi. Anh kêu Mai hãy suy nghĩ kỹ càng, nếu như không sống được bên đó thì khoan hãy bán đất mà về cất nhà trên vuông tự mẹ con sống. Mai nói để cô tính sau và đi khỏi nhà nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Khi ra đi, Mai không chút luyến lưu bệnh rịnh. Cô đã hạ quyết tâm rồi, cho dù phía trước có chông gai gập ghềnh, nhưng chỉ cần được Thận bảo bọc che chở thì cô sẽ luôn vững vàng. Nhưng người bảo bọc che chở cho Mai không phải là Thận mà là chờ. Mai cũng không ngờ Thận lại có cả đống bà vợ bên ngoài. Cô hết sức bỡ ngỡ và có ý phiền lòng, muốn quay về tức khắc, nhưng lại ngại anh hai mình. Rồi sau đó được sự đón tiếp ân cần của chợ, người vợ lớn khiến cô cảm thấy ấm lòng. Nhất là hai người phụ nữ kia cũng không nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị ghét bỏ. Với lại khi bé Mai Thương vừa đến thì được các anh chị của nó chào mừng, nắm tay dắt đi chơi. Mai Thương ngần ngại giây lát, ban đầu nó níu lấy tay mẹ, nhưng sau một hồi cũng chạy chơi cùng các anh chị mình. Sau khi nghe chợ phân công phân việc, Mai cảm thấy yên tâm. Cô cứ đưa mắt quan sát bà vợ lớn của Thận, Mai nhận ra trong từng cử chỉ, lời nói của chị đều toát lên vẻ chân thành thân thiết, chứ không màu mè hoa lá gì hết. Vậy là cô yên tâm ở lại nhà Thận với cương vị gì cũng chưa biết được. Chợ cứ nói với Thận trước mặt các cô. Tôi cất xong mấy phòng rồi, anh có muốn đưa ai dĩa thì nói trước, để sau này tôi không có cất thêm nữa đâu à nghe. Thận la bài hải. Trời ơi, nhiều đây đủ để anh mặt xanh như giái khỉ rồi, làm sao dám nữa em ơi. Cái miệng anh nói gì mà không được, tôi cảnh cáo anh rồi đó, sau này mà lén phén bên ngoài nữa thì đừng có trách tôi. Cái tội anh vi phạm luật hôn nhân và gia đình á, coi anh trả lời sao với chính quyền đây. Rồi cha má nữa, tôi bao che cho anh á cũng tới mức nào thôi, chứ quá là không được đâu đó. Biết rồi, vợ hiền. Vợ hiền cái con khỉ khô, ghét cái thói nịnh nịnh à.
Nào giờ tôi mới thấy đàn ông như anh à, mà khiến xui cho tôi lại gặp chồng như vậy, mới thúi đời chứ. Thận đeo đeo một bên tay vợ, rù rì trước mặt ba cô vợ bé. Em ơi, chuyện cũng lỡ rồi. Nhà mình năm đứa cùng ngồi chung mâm, nhưng có một chỗ anh nằm. Anh nằm nhiều nhất quanh năm bốn mùa. Dầu cho em có đuổi xua, coi anh như bỏ mà lùa ra sân. Ba cô kia do em phân, phòng nào em ghé là phần em sắp xếp. Ba cô cười té ngửa, còn chờ thì liếc ngang mà cũng giấu nụ cười. Chị bất lực với anh rồi. Rồi chờ đôn đốc Giang làm khai sanh cho bé thân thương. Chị nói hôm nào rảnh sẽ cùng Giang về Thanh Tân làm giấy tờ. Có chị sẽ không sợ mẹ và cha dượng của Giang làm khó. Một tháng yên ấm trôi qua, chợ đã cất xong bốn phòng cho ba cô, chừa một phòng trống để người nhà của ba người có ai tới thì ngủ nghỉ. Ông bà thân cũng phát hiện ra Giang, Phi và Mai rồi, nhưng lại nghĩ là chị em bạn của chợ đến để hợp tác mở trại bò. Hàng xóm cũng nghĩ vậy, tuy gặp Thần ở đâu cũng trêu chọc, nhưng anh luôn nghiêm túc nói: Ê, đừng giỡn chơi, kẻo vợ ghen á kỳ lắm. Cả bốn bà vợ trong nhà thiệt là ngặt mình thân hết cỡ nói. Đêm nào anh cũng ở dưới chợ, nhưng chị kêu anh hãy ngủ tuần tự từ cô này đến cô khác. Thần nói lỡ họ đẻ tùm lum thì chạy trời không khỏi nắng. Chờ liếc anh có nửa con mắt: Vậy sao không dùng bao hay đặt vòng cho an toàn? Được cái bốn bà ở chung nhau nhưng rất hòa thuận, không có kiểu hái nguếch hay nặng hẹ công việc. Họ làm răm rắp mọi chuyện gọn bân. Mai ở nhà lau cơm nước, nhà cửa giặt giũ cho cả nhà. Việc nhiều nhưng không phải phơi nắng dầm mưa như các cô kia. Nói chung ai cũng hài lòng hoàn cảnh sống của mình. Bữa cơm nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhiều khi Thần lấy làm lạ, họ thiệt lòng thiệt dạ với nhau như vậy hay làm màu cho anh coi. Đời thuở nào bốn bà có chung một chồng mà lại thương nhau như vậy chứ. Chợ đúng là chị hai với một đàn em. Chị sắp xếp công việc cho ngày mai ai phải làm gì. Về tới nhà là đưa tiền chợ cho Mai hôm sau, dặn mua bánh trái cho mấy đứa nhỏ. Lạ cái nữa là không phải chỉ người lớn thuận thảo với nhau mà mấy đứa nhỏ cũng vậy. Trên bảo dưới nghe, cả ngày không nghe tiếng cự cãi. Bé Mai thương nhút nhát là vậy mà bây giờ cũng tham gia ca hát ôm sùm với mấy anh chị của mình. Thận sống như vua, nhưng trong bụng lúc nào cũng phập phồng sợ hoàng hậu. Anh sợ vợ mình còn hơn ba bà vợ bé sợ bà vợ lớn nữa. Công việc ổn định rồi, chợ tính đem chuyện đưa Giang về Thanh Tân để làm khai sanh cho con. Tính ra bé thân thương cũng sắp được 5 tuổi rồi, cũng phải đến lúc đi mẫu giáo. Vậy là chị chở Giang về trên nhà cô để lấy hộ khẩu làm khai sinh. Nhưng tới giờ mới biết là mẹ Giang đã bán nhà đất, cùng chồng khăn gói trốn đi hơn tháng nay rồi. Hàng xóm kể lại, từ lúc Giang bỏ nhà đi, bà ấy chưa từng đi kiếm một lần. Chỉ ở nhà chửi phong long, ai đó đã dụ dỗ Giang bỏ trốn. Hai vợ chồng vay nợ ăn nhậu suốt, cho đến khi chủ nợ tới nhà đòi xiết đồ xiết nhà. Nhưng sổ đỏ bà ta đã thế chấp vay tiền ngân hàng rồi, làm sao mà xiết? Cho nên họ ngã giá mua. Vậy là bà Lâm bán mắc bán rẻ để lấy sổ đỏ ra giao cho họ. Xong rồi nửa đêm khăn gói bỏ chạy, còn nợ lại một số người. Hôm sau họ đến chửi rủa ôm sùm. Chợ thương cho hoàn cảnh của Giang, chị hỏi cô có muốn mua lại cái nhà đó không. Giang lắc đầu: Em ở với chị, nếu như chị không xua đuổi em á thì cả đời em vẫn ở với chị. Chị thương em như chị ruột, ở với chị á em mới có cảm giác gia đình. Còn mẹ dù là mẹ ruột, nhưng đối xử với em còn thua hàng xóm nữa. Bây giờ không biết mẹ lưu lạc ở đâu, nhưng thâm tâm em cũng không cảm thấy buồn chị cả à. Vậy là chờ dắt Giang ra ủy ban, xin làm khai sinh cho con. Cũng có chút trục trặc do không có hộ khẩu, nhưng cuối cùng rồi mọi việc cũng thông qua.
Bé thân thương có khai sinh hẳn hồi. Gia đình lúc nào cũng thuận thảo, cha má và anh chị em của Thận không ai nghi ngờ gì. Phi hạ sanh thêm một cậu nhóc, Thận đặt tên là Diệp Diệp Thương. Vì không thể là Hồ Thương, bởi có con gái của Hàng rồi. Chợ nuôi Phi đẻ như mẹ nuôi con gái, xong hơ tắm rửa cho mẹ và con, Phi càng thương yêu kính trọng chị hơn. Hai cô còn lại cũng trông chờ đứa bé ra đời, họ vui mừng khi thấy Phi mẹ tròn con vuông. Đang yên ổn vậy thì có chuyện nữa. Lập chạy xe Honda mới cáu chở con trai Văn Thương đáp đúng bon nhà Thận ngay trong bữa cơm trưa của cả nhà. Thận ngó thấy Lập thì run như thằng lằn đứt đuôi, xém đái trong quần. Bà cô nội cha ơi, khổ nữa rồi. Bốn con mắt giao nhau với hai thái độ khác nhau. Thận thì hồn vía lên mây, còn Lập thì bình thường điềm tĩnh. Bé Văn Thương thấy cha mình cũng không mừng rỡ dồ dập như mọi khi. Hình như nó được mẹ dặn trước. Chợ thấy có người lạ đến thì đặt chén cơm xuống bàn. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự hỏi. Ờ, cô tìm ai hả? Lập nhoẻn miệng cười. Em tìm chị chủ trại bò. Ờ, là tôi đây. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Dạ, em tên Lập, nhà ở xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú. Em có đàn bò 7 con, muốn hợp tác với chị. Em nghe người ta đồn là chị có trại bò lớn và chị là nơi cho các chị em cơ nhỡ tá túc. Thú thật với chị, em cũng không nghèo túng gì cả. Em có bò và cũng có tiền mua đất trồng cỏ cho bò ăn nữa. Nhưng dưới Giao Thạnh, lúc này ruộng nương người ta cải tạo để nuôi tôm hết. Không còn đất trống để trồng cỏ. Cho nên em mạo muội lên đây với ý định góp gió làm bão với chị. Em thật lòng thật dạ, không có ý đồ gì hết. Chị hãy tin em. Nhưng làm sao cô biết tôi? Lập nhìn qua Thận, thay mặt anh ta xám ngát mà mắt cười. Em biết anh Sáu Lục Bác này. Chờ cảnh giác liền. Cô có mối quan hệ gì với anh Sáu sao? Biết nhau thôi chị, vì nhà em nhiều bò, anh Sáu hay tới để mua nên cũng có nói chuyện qua lại. Anh Sáu hay khen chị đảm đang tháo vát. Hồi chưa mở trại bò thì nhà cũng có ngoài chục con rồi, đẻ chữa liên miên. Sau đó em hỏi thăm mới nghe nói chị đã có trại bò. Những người phụ việc với chị đều có hoàn cảnh giống em, một mẹ một con, nên em cảm thấy mình thích hợp để về dưới trướng chị. Gì mà về dưới trướng nghe ghê vậy? Cô nói mình chỉ có một mẹ một con, vậy ba đứa nhỏ đâu rồi? Tụi em chia tay rồi chị, ảnh về với vợ lớn rồi. Ủa, vậy em cũng không trách gì ảnh đâu chị ơi. Vì khi quen nhau á, em cũng biết ảnh có vợ ở nhà rồi. Chỉ là em cũng lớn tuổi, muốn cho mình có một đứa con riêng hữu hỷ vậy thôi. Chừng có con rồi á, em đã toại nguyện. Ảnh đi đâu thì đi, em không ràng buộc làm gì. Nghĩ ra mình lấy chồng của người ta thì tốt lành gì á, phải không chị? Cho nên á, thà em lên đây, chỗ này không ai biết em hết, để con em không bị mặc cảm là con dòng gì. Chợ thấy đầu óc mình rối tăm rối mù, chị đưa mắt nhìn ba cô vợ bé kia. Trong bụng nghi cái cô này á, có gì với Thận dữ lắm. Coi cái bản mặt nghệch ra của thằng chả kìa, giấu ai cơ chứ. Tự nhiên người ở đâu lạ hoa lạ hoác lại a thần phù nhào tới đòi hợp tác với chị, đem trâu bò tiền bạc về đây cộng vô cái trại bò của chị mà không chút tính toán là sao? Có phải cô ta muốn ở gần Thận hay không? Ba cô Giang, Phi và Mai, người ta có hoàn cảnh, và mặc dù họ có tiền nhiều hay ít chị cũng không cần biết. Chị chỉ cần họ toàn tâm toàn ý ở với chị, cùng chị xây dựng cơ nghiệp từ một cái trại bò, vậy là đủ rồi. Còn bây giờ Lập là ai, có gốc gác như thế nào mà dám đem 7 con bò và tiền mua đất trồng cỏ lên hợp tác với chị chứ? Bộ dạng này mà không có gì với Thận, chị cùi sức móng luôn. Chị liếc qua chồng mình một cái nữa, thằng chả lừ đừ như ông từ vào đền. Làm bộ làm tịch vậy đấy cha nội. Chờ quyết định giải tỏa nghi ngờ trong lòng mình bằng cách đánh một gián phủ đầu. Cô nói thiệt tôi nghe đi, mình là đàn bà với nhau, chuyện gì cũng dễ thông cảm. Đâu phải tự nhiên không quen không biết mà cô mang tài sản của mình lên hợp tác với tôi khi mà chưa biết tôi có cần hay không. Mục đích của cô không phải là nuôi bò, là kiếm chỗ đầu tư, mà là muốn gần gũi anh Sáu Thận phải không?
Thận nghe như búa bổ lên đầu mình cái rầm. Trời mẹ ơi, bà vợ của mình á, sao mà nhảy dữ thần vậy ta? Còn cái con mẹ lập này nữa, mắc chứng ôn gì á, không bàn bạc với anh một tiếng mà lại dắt đứa cô lên đây chơi cái trò kỳ cục vậy chứ? 7 con bò ở đâu ra? Lập có tiệm may ngoài chợ, nuôi bò hồi nào mà có 7 con chứ? Tự nhiên sao lại biết nhà của anh mà tới ngay chốc vậy cả? Lẽ ra khi bước vô cái nhà này là phải điện cho anh ra ngoài rồi bàn bạc, chứ có đâu tiền trảm hậu tấu như vậy. Thận đã thề bán mạng với chợ là không còn móng nào bên ngoài nữa, mà bây giờ lù lù xuất hiện Lập Giao Thạnh thì chắc là phải bại lộ luôn Mỹ, nương và hàng rồi. 3 con mẹ đó không biết chừng nào xuất hiện nữa đây. Trời ơi là trời, chết tới nơi rồi. Bộ sắp tận thế hay sao vậy ta? Trước giờ anh không hề nghĩ Lập sẽ dám lên đây. Lập có nền tảng vững chắc cũng như hàng nương Mỹ vậy, cớ sao rồi lỡ như mời môn 3 cô kia dắt nhau về đây hết thì Thận mà không bị chính quyền xã lôi ra cái vụ vi phạm hôn nhân gia đình một vợ một chồng mới lạ. Chừng đó có 80 bà vợ như chờ bên nó cũng không được. Rồi cha má anh nữa. Trời mẹ ơi, sao mà rối nùi vậy cả? Thận len lét cái bản mạc, đợi coi Lập trả lời chờ ra sao. Lạy trời cho con mẹ chối giận cái. Chứ mẹ mà ửa thì trời ơi, chăng 4 con vợ kia đè anh ra thiến thì còn gì là đàn ông đây trời. Tất cả những cặp mắt đều đổ dồn về Lập. Chị cắn môi suy nghĩ một hồi, rồi nhìn qua Thận. Thận thấy trái tim mình giật thót lên một cái, hai tay bỗng cảm thấy run lên. Thận khinh mình quá đỗi. Mày hèn thiệt Thận ơi, dám chơi mà không dám chịu, bản lĩnh đàn ông của mày đâu mất rồi? Không được, anh là chủ của một gia đình, mọi chuyện đều phải do anh sắp xếp, sai thì cũng đã sai rồi, giờ phải đành khắc phục hậu quả thôi. Mình đã mất uy tín với vợ lớn và 3 con vợ bé, thì mình cũng không thể hèn kém mãi được. Thận đã quyết định rồi, có sức chơi thì phải có sức chịu. Anh ngồi thẳng người dậy chuẩn bị tác chiến, thì Lập đã đi trước anh một bước, cô cúi gằm mặt như người có lỗi, giọng nói chùng xuống. Chị Sáu à, em biết mình bậy dữ lắm khi tới đây làm phiền cuộc sống yên ổn của chị, nhưng em đã hỏi thăm rồi. Những người ở đây đều là do sai lầm của anh Thận đã được chị cưu mang. Em cũng vậy, em cũng có giấy ảnh đưa con trai đây nè. Nhưng chị yên tâm, kinh tế của em ổn, em lo cho con em được, không buộc anh Sáu chu cấp đồng nào trước nay. Vừa rồi em có đi lên đây nhưng không vào, nghe được chị mở trại bò và có mấy em này phụ, ai cũng có đứa con thì em phần nào đoán ra rồi. Em cũng nhận thấy tấm lòng như biển cả của chị, cho nên em rất muốn quy về một chỗ với chị, dùng tiền của mình để mở rộng thêm đất đai trồng cỏ nuôi bò. Mấy chị em mình sẽ có một trại bò lớn nhất do chính những chị em chung một chồng được người vợ lớn đùm bọc. Mình sẽ tạo nên tiếng vang cho cả cái tỉnh Bến Tre này. Chờ vừa bất ngờ vừa thích thú, chị không nhịn được, bất chợt phật lên cười ha hả. Trời đất, tiếng giang gì á, nghe xấu hoắc vậy trời. Rồi đây ông cố nội này nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh cho coi. Xong, chị quay sang Thận. Cổ nói vậy rồi á, ông tính sao đây ông ậm? Nãy giờ làm tính hoài nghiêng, không biết ăn nói sao với tôi chứ gì. Tôi thì miễn nhiễm với cái vụ này của anh rồi. Giờ chỉ cần anh trả lời cùng 3 cô này và giải quyết vụ của Lập là được. Gì mà quá trời quá đất, hết nói nổi luôn vậy, không hiểu nữa. Lần nào cũng thề bán mạng là hết rồi, mà càng ngày càng lòi ra. Đâu coi nè, Thạnh Phú có, Mỏ Cày Bắc có, Bình Đại có, Ba Tri có, rồi Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Dòng Trôm, có hôm nói ra luôn một thể đi. Thiệt tình tôi muốn nóng lạnh với ông rồi. Phi liếc Thận có nửa con mắt, hử hấy. Cha nội này thiến giá chả là vừa rồi, tội nghiện chả nặng lắm, chả chỉ làm khổ con người ta thôi. Lập thay Thận mặt mày xẻ ngát nên đỡ lời. Thật ra cũng tại tụi mình nhẹ dạ, mà cũng không phải nhẹ dạ gì, chỉ là mình cũng muốn có con cho riêng mình thôi, chứ ở đây ai mà không biết ảnh có vợ rồi. Chăng mấy chị em mình cũng không ai dám quay quần về đây chung sống. Nhưng nghe bên ngoài nói chị như chị ruột, che chở cho các em mình, cha má anh chị của anh Thận thậm chí láng giềng sát vách,
cũng không biết thân phận của chị em ở đây, nên mới ngưỡng mộ mà về đầu quân. Trên đời á, dễ gì có người vợ lớn nào mà bao dung cho cả bầy vợ bé như vậy chứ. Nhất là ở thời đại một chồng một vợ như vậy nữa. Chị đã như vậy á, thì tụi em cũng phải sống sao cho xứng đáng với chị. Khi em quyết tâm về đây đầu quân cho chị á, thì em chỉ nghĩ tới chị, tới con em. Em muốn nó có anh có em, còn với anh Sáu á, thì em không nghĩ tới nữa. Chờ dịu dàng nhìn Lập. Ở dưới đó cô làm nghề gì, có mua bán gì không? Em có tiệm mai chị à, nhưng vì em ở sát chợ, mà bây giờ á, chợ có nhiều sạp quần áo may sẵn, nên tiệm mai của em cũng bớt sung như trước. Nếu chị cho em về đây ở cùng, thì em cho thuê cái nhà đó để người ta mở cửa hàng. Lên đây em sẽ ở chung với chị và các em đây. Em có tiền, mình mua thêm vài công đất trồng cỏ. Ở dưới em cũng có 7 con bò, 5 con cái, đem về đây gầy giống cho nó đẻ thêm. Có nhà cửa và tài sản như vậy, sao không chịu ở dưới mà lên đây lại thuộc tôi cho cực vậy chứ? Em không sợ cực, em thích cảnh đồng túng giúp đỡ nhau lắm. Ở đây có chị là đầu tàu, làm việc gì cũng yên tâm. Vừa nãy em lên đây, thấy cả nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ, em ham lắm. Với lại mặt mày của mấy em này, ngó qua thấy là biết, ai cũng mãn nguyện trong lòng, em chỉ cần có vậy thôi. Chị biết không, trước khi mạo muội xong vô nhà này thì em cũng đã tìm hiểu kỹ càng lắm rồi. Đừng từ chối em, nghe chị. Cô không ân hận chứ? Không bao giờ. Sao cô không nghĩ đến chuyện nếu cô vẫn ở Giao Thạnh thì mỗi khi ảnh xuống sẽ là độc quyền của cô. Còn về đây á thì cô phải lệ thuộc tôi. Với lại còn có ba cô này nữa. Tình cảm chia năm xẻ bảy như vậy á, cô cam tâm sao? Thì hồi nãy em đã nói với chị rồi. Em tới đây á thì chỉ cần biết có chị mà thôi. Chờ hài lòng, quay mặt sang Thận, quát mát. Tính sao giờ ông Ẩm? Thận bối rối. Em tính giùm anh đi. Chuyện gì á, anh cũng đùn đẩy cho tôi mà không có chủ kiến gì hết. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào như anh. Mấy đứa có công nhận với chị không? Rồi bây giờ á, gom về đây hổ lốn như vậy, cha má hay biết thì chị ăn nói sao với cha má anh chị em đây? Thương á, thì đứa nào chị cũng thương, nhưng kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, giấy sao gói được lửa. Mình tập trung về đây cả chùm, có ngày á, trên xã họ cũng phát hiện ra tất cả đều có con với ảnh, thì thế nào á, ảnh cũng bị người ta làm khó cho mà coi. Phi lẹ miệng nói. Có sao đâu chị, ai hỏi tới á, thì mình chối phăng là xong. Chờ chồng qua cú vào đầu Phi một cái. Rồi mấy đứa chịu thiệt thòi như vậy hoài hay sao? Mai hiền lành chậm rãi nói. Tụi em không sợ thiệt thòi, tụi em chỉ muốn ở với chị thôi. Danh phận gì đó với anh Sáu á, tụi em cũng không cần. Lúc này Lập mới bật cười. Nghe mấy cô nói vậy á, là em biết tấm lòng của chị ra sao rồi. Em nhất định không ân hận chi hết. Nãy giờ ngó thấy ảnh á, chỉ biết run không, thì em cũng đoán ra là sau này ảnh cũng không che chở cho đứa nào được. Mình là đàn bà, cũng không cần đàn ông che chở làm khỉ gì. Tự lực cánh sinh là được. Chỉ mong chị dẫn dắt tụi em làm nên cơ nghiệp, đủ để tụi mình hãnh diện rồi. Mấy bà nói qua nói lại, làm Thận cảm thấy nhục hết biết. Họ không coi anh ra cà ram nào hết trơn mới ức chứ. Ủa? Họ là đàn bà của anh, chứ bộ của chờ sao mà cô nào cũng răm rắp nghe lời và nịnh bợ chờ như vậy chứ? Kiểu này khi gom về một nhà, họ có còn coi anh là đấng trượng phu của mình hay không? Coi cái mồi á, hình như chờ siêu lòng với Lập rồi. Vậy thì anh á còn đợi gì nữa mà không chứng tỏ vị trí gia chủ trong nhà chứ? Nhưng mà... nói gì bây giờ trời? Mình mất uy tín hết cha nó rồi còn đâu? Một hồi lâu lắm, nghe chị em họ bàn tán, Thận mới chen vô hỏi Lập. Em nói em có 7 con bò. Bò ở đâu mà tới 7 con, sao anh không nghe nói hồi nào hết vậy? Trời, em nuôi cả năm nay rồi, từ hồi chợ Giao Thạnh phát triển lận. Em mướn đất trồng cỏ, mướn người ta cắt cho bò ăn, nhưng bây giờ chủ đất lấy lại nuôi tôm. 2 tháng nay mua cỏ muốn chết, toàn cho ăn rơm không hà. Thật ra hôm rồi em chỉ định đưa con đi chơi thôi, lân la qua chỗ này để coi anh ra sao. Mới nghe được chuyện chị Sáu lập trại bò có 3 cô phụ. Linh tính mách bảo 3 cô này chắc cũng giống như em, nên em mới tìm hiểu.
Vậy là em quyết định gặp chị Sáu để bàn qua ý này. Chị Sáu ửa thì em mừng, còn không ửa thì em về bán bò, cho thuê mặt bằng rồi mua miếng đất cất nhà, đâu có ở với anh ruột và chị dâu được. Chờ Từ Tốn nhìn Lập rồi nhìn qua ba cô kia, chị nghiêm túc hỏi: Ý của Lập vậy á, ba đứa tính sao? Thống nhất đi, chứ sau này không được trách là chị á quyền hết à nghen. Giang nói trước: Em thì chị tính sao em cũng đồng ý hết. Phi và Mai cũng lên tiếng: Em cũng vậy, suy cho cùng á, tụi mình cũng tại cha nội này mà thôi. Nhưng dù sao cũng nhờ ảnh tụi em mới quen biết chị. Chờ khẳng định lần nữa: Sau này chồng chung không được ghen tuông và bóng gió nói xấu nhau nghe chưa. Chuyện ai nấy làm, không đạnh hẹ đổ cho người khác. Nhất định vậy rồi chị. Ai mà hai lòng á thì chị đuổi đi tay không luôn. Thống nhất xong rồi, chờ quay sang chồng: Có mặt bốn đứa này đây, anh còn ai bên ngoài á thì khai hết ra luôn một thể. Chứ cái đã nay một người mai một người, chắc có ngại tôi nhũng não với anh quá. Thần lắc đầu quầy quậy: Hết rồi. Hết thiệt chưa? Thiệt, dốc chết, láo con em à. Tôi nói lại lần nữa, lần này là không nói chơi với anh đâu nghe, nhớ lấy. Nếu mà còn lòi ra một cô nào thì tôi sẽ giải tán tất cả, thưa anh ra xã, vì cái tội vi phạm luật hôn nhân gia đình. Tôi nói được làm được, mấy em cũng nên thông cảm cho chị. Những bộ thằng chả miết chả đưa về đây cả bầy là chết luôn đó. Bốn bà vợ bé đồng thanh ủng hộ chờ: Vậy đi chị, nếu ảnh còn lạng quạng bên ngoài mà không khai ra luôn á, thì mai mốt chị em mình từ mặt ảnh luôn, cho ảnh cô độc tới già. Trong bụng Thận không hề có chút hoảng sợ, vì anh đoán chắc chắn Mỹ, Nương và Hằng ai cũng có cơ ngơi đàng hoàng, dễ gì chịu về đây dưới trướng chờ để cam tâm làm vợ bé lệ thuộc vợ lớn chứ. Xong rồi cũng đâu vào đó, Thận theo Lộc về Giao Thạnh, chở bầy bò 6 con lên gia nhập đàn bò của chờ. Cái trại bò của chờ bây giờ lớn nhất huyện Mỏ Cày Nam và hổng chừng nhất cả cái tỉnh Bến Tre chứ chẳng chơi. Lập dắt con về ở trong cái phòng còn lại mà chờ vừa mới xây. Năm chị em cũng đề huệ vui vẻ. Nói đâu xa, bản thân Thận cũng lấy làm lạ về cái tình gì mà kỳ cục của năm bà vợ. Họ không phân biệt lớn bé gì ráo, đối xử với nhau như ruột thịt. Chờ dắt Lập đi mua thêm 5 công đất của 2 thổ, ráp danh đất của 2 ghen. Chờ để Lập đứng tên sổ đất, dù Lập vẫn muốn giao hết cho chờ. Vậy là họ có 15 công đất trồng cỏ, một ruộng cỏ bạc ngàn do chính tay những người đàn bà cuốc trồng và chăm sóc. Tiếng tăm lừng lẫy cả một vùng, chờ như một nữ tướng cầm quân và dưới trướng toàn là đàn bà, y chang hai bà Trưng bà Trác ngày xưa. Vì không ai biết xuất thân của những người phụ nữ có con tụ tập ở đây, nên bắt đầu có những người đàn ông theo ve vãn, chờ bảo vệ vợ bé của chồng bằng cách hì hồ cấm cản họ. Mà những cô vợ của Thận cũng đâu ra đó, không hề liếc mắt đưa tình với bất kỳ ai, kể cả chồng. Ông bà thân nghe thiên hạ đồn đãi quá tai về cái chuyện nhà Thận chứa toàn đàn bà có con, nên bữa nọ đích thân ông bà đi kiểm tra. Hai người đi vào buổi chiều tối nên có mặt đủ cả nhà đang dùng cơm. Nhà Sáu Thận cách nhà ông Thân chỉ 2 cái ranh đất. Bà Thân chạy qua chạy lại tối ngày, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Thay mấy chị em họ đoàn kết một bụng với nhau mà vui mừng còn không kịp, tuy không có suy nghĩ lệch lạc gì về mối quan hệ của họ. Hôm nay ông bà qua là để coi họ sinh hoạt ra sao, mà xóm diện khen ngợi dữ thần vậy thôi. Nhưng Thận thay cha má đích thân đến cùng lúc thì trong bụng thốn tới ốc, không biết vụ gì sắp xảy ra đây. Nhưng ông bà chỉ hỏi chờ coi trại bò có được bao nhiêu con rồi, có đủ ăn không. Nếu không thì cứ lấy thêm của ông mấy công nữa mà trồng. Rồi ông bà hỏi thăm gia cảnh của từng cô, biết được ai cũng khó khăn nên hai người thương không thắc mắc gì. Họ lại nghĩ mấy cô này bị chồng bỏ, chết chồng hay chê chồng gì đó thôi. Nhưng họ biết Thận con trai họ là đứa không hiền, máu dê có sẵn trong mình, nay sống chung với bầy đàn bà mơn mởn như vậy thì con vợ phải bản lĩnh lắm
mới kiềm cương nổi con ngựa bất kham này. Cái thằng ma đó mận thì có tiền thiệt, nhưng mọi chuyện trong nhà thì khoán hết cho vợ. Tối ngày ăn cho mập thay rồi lỡ ngoài đường. Nói đi mua bò gì đó mà hổng biên có con rơi con rớt ngoài đường hay không nữa. Biết đâu á mấy đứa đàn bà này là vợ bé của nó hổng chừng. Nhưng nếu là vợ bé thì chăng chờ xé xét ra, chứ có đâu á mà thuận thảo như vậy chứ. Thôi mặc thay nó đi, miễn tụi nó sống tốt không có cự cãi gì á là ông bà yên tâm rồi. Chứ cái thằng ba hoa chích chòe đó làm gì có lỗi với chờ, là ông bà trị thẳng tay không thương tiếc à. Cuộc sống của gia đình một chồng năm vợ em ru bà rù, chợ không cho Thận đi mua bò nữa để triệt đường lớn bé của anh. Vậy là Thận đi chợ uống cà phê để điện thoại cho mấy bà kia, chỗ nào anh cũng nói ba câu y chang. Lúc này anh bận quá em, nhớ em giữ Thận á, nhưng để thư thư anh xuống nhen, nhớ lo cho con đàng hoàng. Chợ mướn thêm người cắt cỏ, chị già Giang coi chăm sóc rải phân cho cỏ, Mai ở nhà cơm nước và chăm con. Chợ kêu Lộc mở tiệm mai, mai cho bà con lối xóm và mấy đứa nhỏ cho chúng có đồ mới. Tường Hiền và Hạnh con chợ lớn nhất, Tường đáng mặt anh hai lắm, tối nào cũng gom mấy đứa em lại dạy cho học. Giang thương con trai Lộc nhỏ hơn Hạnh một tuổi, Phi thương con Phi và Mai thương con Mai cùng tuổi với nhau. Ngoài bé Diệp Diệp thương của Phi mới sanh thì bé Thân thương con của Giang nhỏ nhất, và Giang cũng nhỏ nhất so với các bà vợ. Mai thương trước đây rụt rè, có dấu hiệu trầm cảm, bây giờ về đây có anh chị chơi chung nên hoạt bát hẳn lên, cũng ca múa tham gia trò chơi với các anh chị. Mai vui mừng lắm, cô đã bán cho anh mình 2 con vuông tôm, đưa tiền cho chợ mua thêm bò. Chợ nhận tiền hết, nhưng của ai chị tính phần người đó. Chị có Giang là làm chung với chị, xem ra chợ có vẻ thương Giang nhiều hơn hết thảy. Làm gì á, hai chị em cũng làm chung với nhau. Thận thì cứ có con bò nào muốn bán thì dắt lại cho hai Gan. Trại bò của chợ cung cấp bò đủ sức cho Gan mổ thịt, phân phối đi các xã ấp. Bò cái nhiều, đẻ bao nhiêu, chợ nuôi hết bấy nhiêu. Mấy bà vợ tất bật, nhưng Thận thì nhẫn nhơ, đúng như lời cha anh nói. Ai, tối ngày nhông nhỏng ăn cho mập thay. Cực thì cực như vậy, nhưng cũng có những lúc quẩn so. Vậy là năm chị em bày ra làm bánh cho bọn trẻ ăn chơi. Cả nhà cười nói vui vẻ. Thận nghĩ, ruột thịt cũng không được như vậy. Trong lòng anh dâng lên một sự cảm kích bà vợ lớn, không biên nói sao cho đủ. Đang yên đang lành dậy, thì mẹ của Giang, bà Lâm tìm tới. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.